Ui, cái váy này đẹp thế. Mà cuối tháng rồi, lương vẫn còn chưa có đấy chứ. Alo, anh đến rồi à? Để em một chút nhá. Alo, chị đến rồi à? Đây, em xuống máy à? Đây này, siêu hội hoàn tiền 50% của Momo. Em dùng ví trả sau nhá. Giờ mua sắm không cần tiền luôn. Lại còn được hoàn tiền đến 50% cơ. Em chốt được quá là nhiều deal luôn này. Đâu chị xem nào. Nhưng mà mày mua sắm rất là tiền. Thì mày bay tiền chị để làm gì? Em định vay chị mấy chục để ra đầu ngõ ăn bún cá. Nợ cô là mình cả quần rồi. Chị chả bỏ ra cả triệu.